được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, New South Wales đang đi đúng hướng để tình trạng kiểm soát chặt chẽ có thể được giảm bớt vào ngày thứ Hai, 11 tháng 10. Trong khi đó, thì Victoria, số người dương tính tiếp tục lên xuống hàng ngày với 1.638 ca nhiễm mới ngày hôm nay, và ngay cả đến bệnh viện nhi đồng nổi tiếng cũng đã trở thành địa điểm quan tâm sau khi có ca dương tính tại đây. Ngoài những điểm nóng hiện nay là lãnh thổ ACT và Victoria, thì toàn quốc Úc Châu có vẻ ổn định và hầu như vấn đề mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh có vẻ như đem lại niềm hy vọng cho cư dân Úc Châu sau một năm phải vất vả đối phó với đại dịch do chủng biến thể Delta gây ra. Về sinh hoạt chính trị, tiểu bang New South Wales vừa có thủ hiến mới, vừa có phó thủ hiến mới, trong khi tại Canberra, thông tin cho biết là đại sứ Pháp sẽ sớm trở lại nhiệm sở sau khi được triệu hồi trở về Paris vào giữa tháng 9 vừa qua. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021. Tin sinh hoạt chính trị Đảng quốc gia tại New South Wales có lãnh tụ mới Ngày hôm qua, dân biểu và nghệ sĩ đảng quốc gia đã nhóm họp và đã bầu chọn dân biểu Poto làm lãnh tụ. Điều này có nghĩa là ông Poto sẽ trở thành phó thủ hiến để thay thế ông John Barilaro. Ngoài ra, đảng quốc gia cũng đã chọn bà Melinda Pavey là một thành viên của Thượng viện làm phó lãnh tụ. Theo truyền thống thì hầu hết các lãnh tụ của đảng quốc gia, kể cả ông Poto, đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cư dân vùng nông thôn. Trong sinh hoạt chính trị tại New South Wales, có vẻ như sự đắc cử của ông potu đã được rất nhiều thành phần nông gia tại New South Wales ủng hộ. Ông potu nguyên là một giáo viên trước khi bước chân vào chính trường. Sau khi đắc cử, ông potu nói rằng ông và thủ hiến Perotate dự định sẽ có chuyến viếng thăm các vùng nông thôn quan trọng của New South Wales. Trong khi đó, thì hôm qua, tân thủ hiến Dominic Perrottet chính thức loan báo là tiểu bang New South Wales đã đạt được mốc điểm 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên, trùng ngừa đủ hai liều. Và theo lộ trình mà cựu thủ hiến Gladys Berejiklian đã loan báo, thì vào thứ Hai ngày 11 tháng 10, nhiều biện pháp nới lỏng sẽ được thực hiện, kể cả các việc thăm viếng lẫn nhau và tất nhiên là giới hạn di chuyển trong vòng 5 cây số sẽ được bãi bỏ. Trong khi đó, thì nhân số tại các lễ tang và lễ cưới cũng được gia tăng lên mức 100 người. Ngày hôm qua cũng là ngày đầu tiên ông Dominic Perrottet đã có bài phát biểu với cương vị là thủ hiến New South Wales. Và qua những lời phát biểu đầu tiên này, thủ hiến Dominic Perrottet đã nhấn mạnh đến sự quan tâm cao độ của hội đồng nội các chính phủ trong giai đoạn sắp tới, tức là giai đoạn phục hồi nền kinh tế New South Wales. Ngoài ra, một sự thay đổi nho nhỏ cũng sẽ xảy ra, đó là các cuộc họp báo hàng ngày vào lúc 11 giờ sáng về tình trạng dịch bệnh sẽ không còn tiếp tục nữa, thay vào đó tất cả thông tin sẽ được phổ biến trên trang mạng của Bộ Y tế New South Wales và các cơ quan truyền thông. Trong khi đó thì ở cấp liên bang, chính phủ nước Pháp sáng nay cũng vừa tuyên bố là đại sứ Pháp sẽ sớm trở lại Canberra. Điều này cho thấy là tình trạng căng thẳng giữa Canberra và Paris có lẽ phần nào đã được giải quyết. Nhắc lại là đại sứ Pháp tại Canberra đã được triệu hồi trở về Paris vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, sau khi Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố đạt được thỏa thuận tam cường AUKUS với Mỹ và Vương quốc Anh. Sau vụ ICAC tại New South Wales, Thủ hiến Andrews có thể đối diện với IPAC ở Melbourne. Ngày hôm qua tại Melbourne, Thủ hiến Daniel Andrews đã tham gia một cuộc họp báo, và trong cuộc họp báo này, nhiều ký giả đã nêu lên vấn đề là cơ quan điều tra tham nhũng tại Victoria, gọi tắt là IBAC, hiện đang mở rộng cuộc điều tra về một cuộc tranh chấp giữa nghiệp đoàn nhân viên cứu hỏa, gọi tắt là UFU, và cơ quan cứu hỏa miền quê, gọi tắt là CFA, mà thủ hiến Andrews đã từng tham gia. Nhắc lại là vào năm 2016, nghiệp đoàn UFU và cơ quan cứu hỏa CFA đã từng có cuộc tranh chấp vô cùng căng thẳng và kéo dài nhiều ngày đến mức độ mà thủ hiến General Andrews đã phải can thiệp để cuộc tranh chấp này được chấm dứt. Và đó là một trong những lý do mà các ký giả đã đặt nhiều câu hỏi đối với thủ hiến Andrews trong khi ủy ban bài trừ tham nhũng IBAC đang điều tra về vụ này. Tuy nhiên, ông Andrews đã từ chối trả lời tất cả các câu hỏi và nói rằng nếu các ký giả muốn biết tin tức gì thì hãy tìm đến các nhân vật có liên hệ đến cuộc tranh chấp. Cũng như bà Gladys Berejiklian trước đây tại New South Wales, Thủ hiến General Andrews luôn luôn xác quyết rằng ông không hề làm điều gì sai trái và luôn luôn đặt quyền lợi của cư dân Victoria lên trên hết. Tranh luận tiếp tục về tài trợ liên bang cho hệ thống bệnh viện công tại các tiểu bang. Tại Úc, việc phân chia nhiệm vụ giữa tiểu bang và liên bang được quy định rất rõ ràng trong hiến pháp. Riêng trong sinh hoạt y tế thì việc quản trị hệ thống bệnh viện là thuộc thẩm quyền của các chính phủ địa phương, tức là của chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ. Nhưng đứng về phương diện tài chính thì liên bang lại có nhiệm vụ tài trợ cho các tiểu bang và lãnh thổ để họ có thể duy trì được hoạt động của các bệnh viện công tại địa phương. Vấn đề khó khăn hiện nay là hệ thống bệnh viện đang phải dành nhiều phương tiện và nhân lực cho việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 nên có lẽ phần nào các bệnh nhân điều trị các chứng bệnh thông thường đã không được chăm sóc đúng mức, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong đã xảy ra nhưng không liên quan gì đến COVID-19. Trong bối cảnh này, vài ngày qua, Bộ trưởng Y tế của các tiểu bang và lãnh thổ đã đồng loạt ký tên và gửi văn thư đến Bộ trưởng Y tế Liên bang Rick Hunt để yêu cầu chính phủ liên bang gia tăng trợ cấp tài chính. Tuy đây là một nỗ lực chung, nhưng quá trình tranh đấu tại các tiểu bang thì lại ở mức độ khác nhau, đặc biệt là Tây Úc và Queensland. Thủ tướng Morrison đã chỉ trích thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk là đã đòi hỏi quá nhiều, trong khi theo lời của ông Morrison thì liên bang đã tài trợ rất nhiều cho các tiểu bang và lãnh thổ kể từ khi liên đảng thắng cử và nắm chính quyền kể từ năm 2013. Ngoài ra, thì sáng hôm nay, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce còn đã kích mạnh mẽ thủ hiến Queensland. Tuy vậy, một cơ quan y tế độc lập là y sĩ đoàn AMA Úc Châu này cũng đang lên tiếng yểm trợ đòi hỏi các tiểu bang và lãnh thổ. Chủ tịch AMA bác sĩ Omar Khosid đã cảnh báo rằng không ai có thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đối phó của hệ thống bệnh viện trong vòng vài tháng tới khi mà việc phong tỏa chấm dứt tại New South Wales, Victoria và ACT. Hầu hết các chuyên gia đều dự đoán rằng sau khi các tiểu bang và lãnh thổ lần lượt mở cửa từ giữa tháng 10 thì nhân số nhiễm bệnh sẽ gia tăng rất nhiều và nhu cầu chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện cũng sẽ gia tăng đáng kể. Bác sĩ Korsit nói rằng điều mà y sĩ đoàn AMA kêu gọi là tất cả các cấp chính quyền liên bang cũng như tiểu bang là nên ý thức rằng hệ thống bệnh viện công tại các tiểu bang và lãnh thổ hiện đang trong tình trạng khủng hoảng vì hầu hết đều đang phải đối phó với dịch bệnh COVID, đặc biệt là tại New South Wales, Victoria là những nơi đang áp dụng lệnh phong tỏa. Cơ quan APRA thắt chặt quy định cho vay mua nhà trong suốt thời kỳ đại dịch, tức là kể từ năm 2020 cho đến nay, giá cả nhà cửa tại Úc không những không giảm hạ mà đã liên tục gia tăng đến mức độ mà các giới chuyên gia đã phải bày tỏ nhiều quan ngại và yêu cầu các cơ quan thẩm quyền can thiệp để giảm nhiệt thị trường nhà cửa tại Úc. Tuy vậy, vài tuần trước đây, cả chính phủ, tức là Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg và Ngân hàng Chữ Kim, tức là tiến sĩ Philip Lowe, đều cho biết là chưa sẵn sàng ban hành những biện pháp kiểm soát nhằm can thiệp vào thị trường nhà cửa. Cụ thể, thì trong phiên họp hàng tháng vào đầu tháng 10 này, ngân hàng chữ kim ABA đã tuyên bố giữ nguyên lãi suất ở mức thấp lịch sử là 0.1%, và đây cũng là yếu tố khiến người tiêu thụ vay tiền để mua nhà một cách dễ dàng và đẩy giá cả nhà cửa lên cao. Bởi vậy, hôm qua, cơ quan kiểm soát tài chính gọi tắt là APR đã phải nhảy vào vòng chiến nhằm mục đích thắt chặt các điều kiện mà cư dân có thể vay tiền để mua nhà từ các ngân hàng sự thắt chặt này bao gồm cả việc cứu xét khả năng trả nợ của người vay tiền ở mức độ cao hơn. Đối với April, những người vay tiền ở mức độ 6 lần nhiều hơn lợi tức chưa đóng thuế của họ là một điều mà April quan tâm và đang muốn siết chặt. Trong văn thư gửi đến các ngân hàng ngày hôm qua, April đã quy định mức độ lãi suất tối thiểu để làm vùng trái độn cho những ai vay tiền để mua nhà, gia tăng từ 2.5% lên thành 3%. April tin rằng với điều kiện mới này thì ngân khoản tối đa mà một người muốn vay tiền để mua nhà sẽ bị giảm 5%. Điều này có nghĩa là kể từ tháng 11, các ngân hàng phải trách nhiệm khả năng người vay để xem họ có còn đủ khả năng trả nợ hay không khi lãi suất ngân hàng gia tăng lên mức 3% so với mức hiện tại. Điều này được nêu ra trong bối cảnh mà một vài ngân hàng chữ kim ở nước ngoài đã bắt đầu gia tăng lãi suất, chẳng hạn như ngân hàng chữ kim tại New Zealand, trong khi ngân hàng chữ kim ABA của Úc thì vẫn còn giữ mức lãi suất thấp nhất lịch sử là 0.1%. Ngân hàng chữ kim New Zealand gia tăng lãi suất. Ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Úc châu đang trên đà lên giá thì bỗng dưng rớt giá trở lại, đó là vì lý do tại New Zealand, ngân hàng chữ kim đã quyết định gia tăng lãi suất từ 0.25% lên thành 0.5%. Tức là mức độ lãi suất cao hơn so với 0.1% tại Úc. Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 năm mà ngân hàng chữ kim New Zealand, gọi tắt là ABNZ, đã quyết định gia tăng lãi suất. Đây cũng là ngân hàng trung ương thứ hai trong số các quốc gia phát triển sau Na Uy chính thức tăng lãi suất sau khủng hoảng do đại dịch, khi nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với nguy cơ lạm phát cao và thị trường bất động sản tăng vọt. Ngoài ra thì đây cũng là một biện pháp mà ngân hàng ABNZ muốn áp dụng với hy vọng sẽ làm giảm nhiệt thị trường nhà cửa, một điều mà ngân hàng chữ kim Úc, ABA chưa thực hiện thế nhưng cơ quan quản trị tài chính APRA đã bắt đầu thực hiện. Nên kinh tế Úc và New Zealand có mối quan hệ chặt chẽ, cho nên mỗi biện pháp tài chính tại New Zealand hoặc tại Úc đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Trước đó, nhiều đồn đoán cho rằng ABNZ sẽ tăng lãi suất cơ bản từ tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 với biến thể Delta bất ngờ bùng phát, nên ABNZ đã phải tạm hoãn kế hoạch của mình nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, hành động tăng lãi suất của ABNZ cho thấy cơ quan này đã sẵn sàng để kích hoạt chính sách tiền tệ thắt chặt khi lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu. Số liệu việc làm ở mức bằng hoặc trên mức bền vững tối đa và giá bất động sản vẫn trên đà tăng. Một điều quan trọng nữa, cơ sở để ABNZ tăng lãi suất là tốc độ tăng trưởng kinh tế của New Zealand hiện nhanh hơn dự kiến, tăng 2.8% trong quý vừa qua, tức là từ tháng 7 đến tháng 9. Thống đốc của ABNZ Adrian Orr cho biết, quyết định của ngân hàng là hoàn toàn phù hợp để tiếp tục giảm mức kích thích tiền tệ, duy trì lạm phát thấp và hỗ trợ tối đa cho việc làm bền vững. Dự kiến trong thời gian tới, ABNZ sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ vĩ mô. Tuyên bố của ABNZ cho biết Hội đồng quản trị của ABNZ lưu ý rằng sẽ xem xét tiếp tục loại bỏ các biện pháp kích thích tiền tệ theo thời gian với các động thái trong tương lai phụ thuộc vào dự báo trung hạn về lạm phát và việc làm quốc gia. Về tình hình dịch bệnh, hôm qua New Zealand thông báo ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới và một ca tử vong. Đa số các ca nhiễm đều đã xảy ra tại Auckland và thành phố Waikato. Tính đến nay, New Zealand đã có 1.420 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, Hiệp hội các nhà tuyển dụng và sản xuất gọi tắt là EMA tại New Zealand, Hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất nước này đang yêu cầu người lao động bắt buộc phải trình chứng nhận vaccine điện tử khi đến nơi làm việc. Theo giám đốc điều hành EMA Brett O'Reilly, việc sử dụng hộ chiếu vaccine hiện đang được chính phủ New Zealand nghiên cứu và sẽ giúp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, đồng thời khuyến khích những người đang do dự có thêm động lực tiêm chủng những người chưa được tiêm vaccine có thể phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.